của Úc và là một trong 8 trường thuộc nhóm G8, nhóm các trường nghiên cứu hàng đầu tại Úc. Trong hơn 70 năm qua thì trường đã nỗ lực để trở thành một trong những trung tâm hàng đầu thế giới về nghiên cứu cũng như xuất sắc trong giảng dạy. Chính vì thế mà hàng năm trường thu hút rất nhiều sinh viên quốc tế đến đây học tập, trong đó có sinh viên Việt Nam. Nếu như trước đây thì trường xét điểm tốt nghiệp trung học phổ thông để cấp thư mời nhập học thì mới đây trường thông báo sẽ áp dụng chính sách mới xét điểm GPA lớp 12 của học sinh từ danh sách 92 trường trung học phổ thông để cấp thư mời nhập học. Danh sách 92 trường trung học phổ thông thì các bạn có thể xem ở phần description nhé. Cũng theo thông tin mới nhất thì song song với việc thay đổi điều kiện đầu vào, ANU cũng thay đổi thang điểm quy đổi GPA lớp 12 sang ATA. Giờ đây học sinh giỏi Việt Nam có thể ứng cử cho tất cả các khóa học cử nhân tại trường dựa trên GPA lớp 12. Bên cạnh đó thì học sinh từ danh sách 92 trường chuyên và trường không chuyên với GPA lớp 12 trên 9.4 đã hoàn toàn đủ cạnh tranh cho học bổng danh giá trị giá 50% học phí Chancellor International của trường. Về các ngành đào tạo của trường thì bao gồm các ngành kinh tế, nghệ thuật, xã hội văn hóa, kỹ thuật và công nghệ máy tính, khoa học tự nhiên và y tế. Vậy những lý do tại sao nên chọn Đại học Quốc gia Úc khi du học Úc thì đây là trường thuộc nhóm G8, nhóm các trường nghiên cứu hàng đầu tại Úc. Trường là thành viên duy nhất của Úc trong Liên minh Quốc tế các đại học nghiên cứu với đối tác là Đại học Cambridge, Đại học Oxford, Đại học Yale, v.v. Trường được xếp hạng 5 sao về đáp ứng nhu cầu của sinh viên, cường độ nghiên cứu, tài trợ nghiên cứu, trình độ nhân viên và mức lương khởi điểm. Chương trình học của trường đa dạng, đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Sinh viên có thể chọn các chương trình bằng đơn, bằng kép, linh hoạt, các chương trình nghiên cứu, v.v. Tất cả đều được thiết kế sao cho sinh viên có thể học tập phù hợp với thế mạnh, đam mê và nguyện vọng nghề nghiệp của mình. Là đại học quốc gia duy nhất của Úc, trường có mối quan hệ đặc biệt với chính phủ, doanh nghiệp cũng như các tổ chức hàng đầu thế giới. Điều này giúp sinh viên có cơ hội đạt được kinh nghiệm thực tiễn khi đi thực tập tại Úc cũng như nước ngoài. Trên đây là những thông tin cần thiết về việc thay đổi điều kiện đầu vào của Đại học Quốc gia Úc. Em hy vọng rằng sau video clip này các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin bổ ích hơn cho mình. Nếu các bạn có thắc mắc gì về du học các nước, các bạn có thể liên hệ với công ty tư vấn du học Inspido tại địa chỉ Tòa nhà Nam Việt, số 9 Phan Kế Bính, phường Đa Cao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc thông qua email info@inspido.edu.com hoặc qua số hotline 0943 556 128. Xin chào.